Lúc đó là em đứng rồi, mày ha. Ủa gì vậy má, sao mặt má sầu vậy má? Bộ Trang em có muốn tập với mọi người không vậy? Rồi chơi nốt đi. Tại vì thấy em không có cái gì gọi là muốn tập với mọi người hết á. Là em rất hay chê, chỉ có cái em đưa ra là ok thôi. Kỳ quá à, nhưng mà mọi người cũng phải sao kỳ? Tôn trọng ý kiến, ví dụ như là em nói thì mọi người cũng nên lắng nghe rồi hả? Nhưng mà cái ý kiến của em nó không phù hợp. Em hiểu không? Mấy bạn nó nói những lời mà làm tổn thương tới mình. Mình cảm giác là mình hết mạnh mẽ được. Danet hân hạnh đồng hành cùng chương trình Học viện Danh Hài. Khởi động một ngày mới, 12 học viên của Học viện Danh Hài đã cùng nhau ra sân tập thể dục và cùng ôn lại bài nhảy mà chuyên gia khách mời Phạm Lịch đã hướng dẫn. Hy vọng các bạn sẽ có một ngày thật đáng nhớ. Cái giọng kìa, giọng không bao giờ nói được thành tiếng, giọng mình cũng thành tiếng. Đọc nó lại giọng mình được rồi. Dù mệt lắm. Đổi giọng liên tiếp. Cho miếng nhạc đi, thích ăn cho nó ngon. Kìa, nguyên cái mặt laptop. Vâng, tự mở đó, nhạc máy tính đó. Máy tính kì. Đừng mà nhạc Việt. Còn này, chanh luôn á. Cho nóng lên. Có mở đâu lên. Khi nghe mà chết. Mở máy tính lên. Không được có nguyên gặp hay nguyên vẹn. Điện là không biết mở máy tính nha. Mở cục CPU chưa, em coi mở dưới. Con gì nó nóng. Mở cục CPU dưới á. Sao không nổi? Bấm enter. Bấm enter. Sao không nổi? Nước nhiều lắm. Định luật sắp giữ ông và chị được cháu để làm được gì? Thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi. Thầy nó cũng nóng sẵn cũng đỡ rồi. Thầy nói tiếp đi. Đỡ rồi. Ngoài đang suy nghĩ. Tập theo thôi. Tập bẻ khả năng. Tập theo. Suy nghĩ cái định luật tại sao ra định luật. Ly nhỏ xíu vậy để nó mời ông nó liếm một cái cho quả thèm. Hoàng. Trước khi ông nó đứt. Tiếc gì? Ngọc Hoa. Đức. Ngọc Hoa. Đi à? Ngọc Hoa. Ờ, này đúng á. Là chữ khi ông đó, xuống lỗ. Ờ, là đó chữ W. Không nghe mọi người nói nhiều nói không? Nhưng ngoại nói cho con biết. Ngoại hai cái này. Quỳnh. Quý. Ngoài để mút cái Quỳnh. Kia. Ừ, đúng Quỳnh. Quý. Đừng có cái chữ sờ trước nha. Quỳnh. Quỳnh. Quý. Ừ. Gì Quỳnh Quý? Gì? Quỳnh Quý. Tại người Bắc kêu chữ W á có cái chữ âm khờ lần trước nữa. Huỳnh Quý. 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 Nghe nó giống vậy á. Quỳnh Quý. Thôi đó. Nhà này có bông số rượt phết nè. Nó bụng quá thiệt. Thôi á bông. Kìa nó bóc bóc khối kìa. Thôi đó. Khỏi sợi. Á con biết ăn món gì là bánh canh cua. Ai con cua kìa. Trời ơi giờ nó mới biết. Hả? Mẹ mới phát hiện. Trong cái nồi này mà có một con cua thì sao ăn? Gì đó cái bánh quẩy nhau. Mơ đi ha, mơ đi đâu con. Dết thiệt đó. Ngoài những giờ lên lớp, các học viên luôn cố gắng bàn bạc để lên ý tưởng kịch bản hay nhất để đảm bảo mình có phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu Học viện Danh Hài. Cái kịch bản kỳ này của nhóm chương là làm về một cái lớp học yêu thương, lớp học dành cho sự tình thương. Nhưng cái bí mật ở bên trong lớp học đó là một cái chắc chắn sẽ khiến tất cả các bạn xem sẽ rất là thú vị. Ngồi mình suy nghĩ đường dây được rồi thì mình tập rồi mình có thể mình phân ra những cái ý tưởng hay hơn. Cái nào mà không hay thì mình gọt cắt bỏ bớt nha. Bây giờ cái đường dây, anh Thành là thầy giáo dạy học bên cạnh lớp học, rồi thầy giáo vô dạy học mà vừa mở miệng ra là tụi nó kêu đánh rồi. Nếu giả sử ban giám khảo lên thì ba người mình là ba thằng điên đúng không? Mà điên thì cái người đó sẽ là nguyên nhân làm cho mình điên, nghĩa là ví dụ em vô
này nọ, tại sao dằn dặt người kia, xong rồi tới lượt ăn chương vô, mày xưa mày đánh tao này nọ. Đây là cái kịch hiện đại mà tình huống nữa, đôi khi người này lên phá, người kia tiếp tục lên phá, thì mỗi người sẽ bắt một con mồi đó. Cơ bản thì ai cũng có cái lý lịch, thành ra là cứ theo cái lý lịch đấy mà làm theo. Nhưng mà lý lịch này không phải lý lịch lúc điên, mà lý lịch này là lý lịch lúc làm học sinh. Ở trường là một ông học sinh đồng tính này, thì cứ thế mà làm, đánh đá chua ngoa gì đấy, cứ thế mà làm chua ngoa thẳng lại với ban giám khảo. Cái xong rồi giữ vai đồng tính nghĩa là Trương là cái lý do bị vậy thôi, nhưng mà trong lớp là Trương là du côn. Ý là em muốn làm nhẹ cái nhân vật đồng tính này, nghĩa là không có để nó giống như là nữ, mà ý là ông này cũng là một người nam, nhưng mà ngày xưa chỉ là một lúc mặc váy gì đó là bị đánh là ấy thôi, chứ không phải chứ là... anh đâu có nói là cái chuyện là ngày xưa là phải giả nữ hay là cái gì đâu. Thì cái lý lịch của cái nhân vật này á là chỉ là nghĩa ngày là... xưa nó biết nó bị như vậy thì nó chỉ là mặc váy thôi. Ừ. Thì nó đi ra đường nó bị người ta đánh chứ vậy, đơn giản vậy thôi. Nghĩa là nam bình thường luôn chứ đừng có là đồng tính. Thì nam bình thường. Nam bình thường mà. Không, ý nó là cái ý của anh hiểu không sao. Khi mà bàn ra kịch bản thì cả bốn thành viên đưa ra bốn cái kịch bản khác nhau. Chương phải cố gắng để suy nghĩ làm sao để có thể dung hòa cả bốn cái kịch bản đó thành một và một cái đường dây xuyên suốt. Và Chương đã làm được điều đó thì thấy khỏe được phần nào. Chị đang nước uống, chị đang lưới được không? Làm lưới đi, bằng lưới chị đi. Ngồi chị đang chị lưới. Lưới chị mới có thời gian chị rảnh. Đang lưới ngồi làm thơ. Bà ngồi bà làm đang lưới mà bà ngồi bà làm thơ. Thật. Em nghĩ đang lưới nó dễ thương hơn. Bối cảnh là mình đang sẽ kêu người ta dựng cho mình những cái con thuyền, cái mình trên đó mình sẽ người thì mình đứng kéo đang, lưới. Làm lưới rất là có duyên luôn. Chị nghĩ đi. Cái lưới. Làm lưới. Còn bạn này đang đứng kéo lưới không thấy cái hình như có tàu tới, chắc có chai dục vượt lưới chạy và kiếm. Dạ không em bắn khô. Em bắn khô, chị này đang lưới. Đừng có dính nghề vô nhau. Bán khô đúng không? Em cầm cái vỏ em đi, em xách em dục khô em chạy đi kiếm luôn. Okay. Nó dục chạy đi kiếm mình nhứt khô đó mình ngồi mình ăn. Không vô cái trời ơi hết khô. Ai biết mình cái thật mê chai vậy hả? Kiểu vậy. Mở cái quầy nước luôn, bán nước mình rảnh mình không mình bán ế mình đang lưới. Cũng có một hà là bao nhiêu rồi chị, tại sao chị mà tại sao chị lại chọn bán nước? Em nghĩ chị đang lưới đi, cái đang lưới chị mới rảnh quá, chị biết làm gì chị mới làm thơ. Nghĩa ví dụ những cái lúc mà ở đầu mấy bà này cãi nhau hay cái gì căng thẳng, em mua giùm em chai nước đi này kia. Không, chị đang lưới ở chút cái chọt chọt vô là uống giùm em chai nước hay là gì gì, cái gì cũng mời người ta uống nước hết trơn. Chị em chị nè, chị nhớ có ba đứa mình nè. Chị đang lưới á. Chị mình đang xây dựng một cái vùng quê nghèo không có khách du lịch, rồi chị bán nước cho ai để mấy bạn nghèo đó về nhà uống du lịch, uống cà đá mang cà đá theo bên người, mang cái bình nhỏ nhỏ. Bà nào đi làm biển cũng xách theo bình ca ca nước đó. Bà đang lưới cái mà ngồi đó gì nhìn qua khe hở gì đó kêu bà nhìn qua khe lưới cái gì đem thấy cái gì đó. Bốn bạn nữ này luôn cả Diễm có một cái sự hợp tác rất là ăn ý với nhau, và kịch bản của nhóm lần này thì Diễm có thể phát huy được cái yếu tố của mình. Diễm rất là thích làm thơ, nhất là mấy cái thơ mà tự nhiên hay là có khi nó cũng hơi sàm sàm chút, thì Diễm sẽ tạo cái nhân vật của Diễm vào cái kịch bản lần này là như vậy. Bà này nè, bà ngồi bà đang bà đọc thơ xong bà kia bà nghe bà đi ngang bà nghe bà tự có cha thiệt bà dục ngang đợi bà dục khô bà vậy chứ. Mấy bà này bu lại trời ngu chơi đâu chơi đâu chơi hay thiệt. Ủa chơi đâu chơi đâu, tao mới dụ con miếng cái dục khô liền rồi xong mấy bà này ngồi xé rồi ăn nhậu ngon lành đi vô cái miếu cũng như là cái bà này bà tỉnh lắm nhỏ chạy qua chơi đâu chơi đâu. Thôi em tưởng tượng bản thân tao cũng thèm mà tao đâu có đâu. Thấy không? Rồi xong rồi bà quay lại bà này bà ngồi đang ngồi ăn khô. Bà đang ăn khô ngon lành luôn. Bà xé tỉnh bơ luôn. Vô ăn ngon. Môi đi, môi. Hai bà này nướng khô. Hai bà này nhào vô. Mời bà này ăn nhiều nhất luôn. Mà đi mồi bén nè. Trước giờ bà bán mà bà không dám ăn luôn. Bà Hà Tiện. Bà Hà Tiện bà không dám ăn luôn. Nay mời bán ta xong xào vô ăn luôn. Ngồi ba người nướng rồi ngồi ăn ngon lành luôn. Trời khô này khác xa khô của tôi, ngon khô của tôi nhiều. Sao vậy nè, mỗi bà kiểu như bà nào cũng có bình trà đá hay sao đó, mở nắp ra vô nguyên ca vậy đó, kiểu gì bình mini chơi nó giờ nhậu tự nhiên giờ ngồi vậy không chơi gì ngu đế luôn. Bà bán khô luôn mà người ta nhậu khô của bà không cái khô, cái lợi khô mất tiền nhất luôn ngu đế vậy, đây vậy đó, có một, gì một người giống bà này đi hay là ai bà nào á lúc này dắt thằng sẵn cái chai rượu á với lại cái chung nhỏ á, vừa mới nói là thiếu rượu là cặp để chị cho là có luôn vậy á. Thường thường thì mọi người thấy là một cái vở kịch thường thường có nam nữ thì nó dễ tung ứng hơn, nó có nhiều cái màu sắc hơn hoặc là có nhiều cái vai diễn nó khác ha. Còn lần này là bốn đứa biết làm gì trơn á, nhưng
mà khi mà có kịch bản rồi thì thấy bốn đứa nữ mình làm được hết. Dường như nhóm của Vương Anh và nhóm của Ngọc Hoa đang rất bận rộn để có kịch bản thú vị nhất. Thế nhưng nhóm của anh chàng Huỳnh Quý thì ngược lại, khi cả nhóm đều khá thong thả và dành cho mình thời gian nghỉ ngơi. Khi bàn kịch bản tiểu phẩm thì mọi người cũng bị áp lực nhiều thứ. Và đôi khi là khi mình tập trung quá nhiều vào một cái gì đó và não mình bị cứng, nhiều khi mình bị đầu óc mình không thể nào thư thả để suy nghĩ được. Cái gì càng cố gắng, mình càng cố gắng thì đôi khi cái sự cố tình để suy nghĩ cái đó sẽ không tạo được cái sự hiệu quả nhất định. Chính vì vậy mà nhiều khi muốn cứ để mọi người, thậm chí bản thân Quý cứ từ từ thông thả đầu óc một tí cho đỡ căng thẳng áp lực và sẽ ngồi lại với nhau để tập trung và làm việc tốt hơn. Nghĩ là chừng nào có thầy thì em nhảo, chứ không có thầy là em sẽ không nhảo. Em phải nhảo mà em kéo cái từ đó ra mà nó nhảo nhẹ luôn. Thầy ơi, thầy ơi, thầy đang dạy cái gì em không hiểu. Thì có miếng hai khúc đánh nhau nè. Rồi cái khúc vô lớp mà lúc ông thầy dạy á, giờ mình nghĩ miếng hai á. Cái người bắt buộc vẫn phải cho miếng hai lúc đánh nhau à? Rồi, nếu như bây giờ anh muốn căng đúng không? Anh không bảo là căng kiểu đập vào. Không, em vẫn nghĩ cái khúc không, đó anh, phải anh muốn, cho miếng hài vô. Anh muốn căng thì em sẽ làm căng. Còn Trang muốn hài em sẽ đưa miếng hài vô, rất dễ. Đánh theo kiểu slow motion đó. Cái thằng này mà căng như chuẩn bị đánh thằng này, cái thằng này cái diễn slow motion trên sân khấu luôn. Nhóm của Chương không hề có nhóm trưởng. Mọi người đưa ra một ý mà bây giờ Chương là người dung hòa thì Chương phải biết cách như thế nào để đưa cả cái ý kiến của người này và người kia để gom lại thành một. Thì lúc đó họ mới không còn gây nhau và không có cái khó chịu về cái chuyện là tại sao tôi đưa ra mảng miếng đó bạn không lấy, tại sao tôi đưa ra cái này mà bạn không nhận. Em nghĩ là cái khúc là đứng thuyết giáo xong rồi em bay lên em nói nó xong ông này sẽ thôi tao mệt quá à, tao không có đông dây thầy đâu, nghĩa là lúc đó lên luôn. Không, lên sai lên rồi. Thịt luôn. Sai rồi, anh Thành là người bác sĩ, cho đến gần cuối anh mới người ta mới biết anh ý điên, chứ không phải là anh ý là điên người điên trước. Để anh nói cái đường dây của anh đi. Ừ, đường dây của anh là như mọi người đấy. Hôm nay anh không có đường dây. Lần này anh không có đường dây. Anh chỉ đang cố theo làm thế nào để cho cái tiêu phẩm nó hài nhất thôi. Thì em cũng đang làm cái gì để nó hợp lý nhất luôn á. Thật ra Trang rất là người biết chấp nhận. Nghĩa là đối với những gì hợp tình hợp lý, tại vì khi mà mình nói ra mình cũng cảm thấy là nó không ổn lắm, thì chú Hoàng Sơn kêu là cái ý tưởng này nó không hay bằng ý tưởng trước, mình chấp nhận liền luôn. Nhưng mà đối với những cái mình đang cho là đúng mà lại không nghe thì mình cảm thấy điều đó rất là tổn thương. Và thật ra cuối cùng thì cũng làm giống như cái ý của mình, cho nên là mình rất là buồn. Và khi mà đặt ra kịch bản này thì thật sự là trong bốn người không ai có cái môi trường sống là ở ngoài biển mà đánh bắt cá hết. Toàn là trước giờ coi thời sự rồi coi tivi, coi báo chí thôi, chứ chả biết ngoài đó là. Thậm chí nha, hồi sáng lên nhân vật còn không biết là ở ngoài bán những cái gì luôn. Trong làng chài người ta thường làm á là người ta thường có rượu để người ta uống, để người ta phải có lý do để đem che rượu theo. Tại vì những người này là những này, bây giờ em sẽ dựng tính cách luôn. Những người này tính cách còn không có gì, giống như em vừa đàn ông vừa đàn bà luôn. Em bắt khô mà họ gánh vác cái việc nhà, với họ gánh vác hết tất cả mọi thứ, thì những cái chuyện của đàn ông họ đều làm và những cái chuyện của người đàn bà họ vẫn làm. Mấy bà dùng quê đồ là cũng mạnh mẽ, cũng lấy nhậu rồi này kia cũng. Nhưng mà hiểu không, mình đang xây dựng là cái lý do tại sao tự nhiên có chai rượu thì ba người đem chai rượu làm gì, thì họ đi bán bình thường không hề đem theo rượu, chứ như là tụ tập lại uống rượu. Cái chai rượu là chai rượu đốt phong long bán ý, không phải họ uống rượu đó để họ quên đi cái. Chị biết cái là những người đó sẽ uống rượu và biết là những hạn, nhưng mà chị đang nói là ví dụ như bình thường em đi ra ngoài đường thấy mấy người buôn bán có ai đem sẵn rượu trong người không? Thì là mình đem chai rượu ra mình phải có lý do là tại sao nào cũng có đem chai rượu. Là một trong hai bà này. Sẽ rồi, giống như ngồi em sẽ là cái người bán rượu luôn. Tại vì em vừa bán mồi, em vừa có khô mà em vừa ấy luôn. Cũng có thể là giống như đi đang lưới đi. Gà ấy nè, thằng biển, thằng sông, thằng núi ơi gì đó. Cầu nguyện rồi gưới rồi này kia xá xong hồi đưa chị rượu cho uống miếng rượu đi phù hộ cho dân làng chài chúng con là cài chài lưới ăn nên làm ra này được. Kia cái
gót ra cái gưới vậy đó. Gưới xong rồi đẩy nắp để qua bên. Rồi vậy thôi rồi. Được. Giờ nhận chị qua nè, chị qua bạn kéo lưới đi ha. Thảo. Chị băm mắm. Băm mắm lưới bên này nè. Nhi cảm thấy là Kỳ làm việc lần này thì Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Bởi vì ví dụ như các anh đi làm việc với các anh thì các anh hay cãi lắm, kiểu như các anh nói Nhi ơi em này nọ, nhưng mà bác anh vẫn nghe, nhưng mà cái sự góp ý của các anh có lẽ là không phải là chị em phụ nữ, cho nên là khó có sự cảm thông. Thì kỳ này thì Nhi thấy có vẻ là thú vị hơn. Khi mà Hiên Trang đưa ra một cái ý kiến và không ai đứng về phía Hiên Trang thì cái điều đó hiện tại không khó gặp ở nhóm. Mọi người ráng gom và rút ngắn gọn lại càng nhiều càng tốt. Nhưng cái ý của Hiên Trang thì Hiên Trang lại muốn là cái phân đoạn đó hơi dài ra một tí xíu. Phân đoạn này hơi dài ra tí xíu thì nó không ổn lắm. Và Chương đã nói với lại anh Thành và Vương Anh và hai người đó cũng đã đồng ý. Thì Chương sẽ chọn ra một cách là sẽ giải quyết tất cả các vấn đề bằng một câu thoại duy nhất. Không, nếu như mà giảng giải lại á, nếu như mà làm ngược lại á, lấy cái ý của bé Trang nhưng mà làm ngược lại á, là ba đứa này sẽ nghỉ chơi, không chơi nữa, chứ không phải là ông thầy. Là ba đứa bộc phát điên lên luôn, rất đơn giản, đẩy luôn, cho người ta biết luôn. Ngắn gọn mà lại không tốn thời gian, giữ đúng ý của em luôn á. Không đúng. Sao không đúng? Thay vì bây giờ là cho ông thầy phát điên hay bây giờ ba đứa này phát điên, nó bẻ ngược lại thôi chứ có gì đâu mà không đúng. Đây không phải là cái vấn đề rút ngắn hay là không, mà là cái vấn đề là giải thích quá nhiều, không tập trung được vào một vấn đề. Cái này không phải là giải thích luôn. Mình nhưng mà bây giờ em lên em trình bày cái của em đang nói là giải thích đó Trang. Em trình bày xong của em, Trương trình bày xong của Trương, anh Thành xong của thợ anh Thành, thế là ba cái rồi. Bây giờ không, mình đặt em nhân hiểu vật, ý của mình anh phải xử lý cái nhân vật đó chứ anh không hiểu phải là nhưng mà bây giờ anh nói em nghe không hiểu hả? Có nghĩa là anh Thành sẽ là người chốt cả ba cái câu chuyện đó vô thành một. Nghĩa là gì nè, cái chuyện anh đánh ông này á, ông này vô sự kiện hát trong cái lương ổng ăn nhập đi vô luôn, xong rồi ông này ra kêu dừng lại, rồi rốt cuộc ổng đi hát trong cái lương ổng đi qua nữa, rồi em mới nhảy ra em nói lời yêu gì đó, cái ông nói thôi được rồi em đừng nói nữa, ổng mới giải quyết luôn một lần. Nó bị trì cái tiết tấu lại á. Không có trì là cái vấn đề là anh muốn cái lúc đấy là căng, còn nếu mà bị nhồi ra những cái liên quan đến cái việc là không liên quan cái bạo lực học đường đấy là cái tính cách của ba người Vương Anh và Trương. Kiểu như là người ta đã có cái định kiến về mình á, mà người ta cố gắng không muốn thay đổi cái định kiến đó, và thậm chí người ta còn không muốn lắng nghe mình nữa, cho nên là mình cảm thấy là khó làm việc, khó giải thích và khó nói chuyện. Trương thủ thỉ với Vương Anh, Trương nói thế này thế kia, Vương Anh nghe theo ý Trương, nhưng mà cũng một cái câu nói đó cũng là mình nói thì Vương Anh sẽ không nghe. Em không hiểu hả Trang, có nghĩa ý của Vương Anh là gì nè, nếu như bây giờ anh Thành phải đứng lại giải quyết cái vấn đề của anh với Vương Anh, xong rồi thầy phải đứng lại giải quyết cái vấn đề của em nữa. Cái thật ra cái đó không phải là giải quyết, em với anh Thành đang gộp lại để phá lên là cả hai người điên luôn, là lúc đó anh lên cơn điên luôn, chứ không phải là. Thế được rồi, thì cái việc của Trương thì em giải quyết thế nào, cái tính cách của Trương em giải quyết thế nào? Bây giờ em xong được cái tính cách của em rồi, em xong và được cái việc Thành là luôn. Người ấy. Và anh Thành là cái gì? Cái đó em vẫn chưa giải quyết được. Đúng vì rồi, sao anh chưa, lại đi? Chưa hỏi giải quyết được. Nếu như sao em rồi? Đã giải quyết được vấn đúng đề rồi. Của anh và của em thì anh Thành không có giải quyết được. Bây giờ em giải quyết xong vấn đề của em rồi và hai người này không được giải quyết, nó không hợp lý. Cái đấy là cái vấn đề. Anh thì nói mới nãy giờ anh lắng nghe mọi người, khi câu chuyện mình muốn chốt ở đây á thì anh Thành có thể là giải quyết hết tất cả tất cả ba bạn hoặc hai bạn phản đối là không chơi trò này nữa đâu, thầy giáo. Như cái ý kiến của Trương anh thấy nó hợp tình hợp lý, chứ còn Trang thì có cái hay của Trang, nhưng mà mình chỉ có thời gian tròn vẹn 5 phút và khán giả với lại giám khảo lên phá mình bất cứ lúc nào thì mình phải giữ cái vững cái đó. Thành có thể nói các em khúc này chen cái này vô nó hay nè, cảm thấy anh Thành thấy hợp tình hợp lý, chứ không Thành không phải là đứng ra phải này bên kia. Mình sẽ lắng động lại, mình phải nghe các em thì mình mới giải quyết được cái đường dây, và cuối cùng thì các bạn thì hiểu nhau, và nói chung là cũng chưa hiểu lắm đâu, ở trên 50% chút xíu thôi. Quý và Bin sẽ đóng hai nhân vật ăn trộm và gặp người đàn ông đó, sẽ xảy ra những tình huống hài, và đồng thời cô y tá xuất hiện thì cả hai sẽ trốn dưới giường, và sau khi cô y tá rời ra ngoài thì Quý và Bin đều nghĩ là sẽ cho ông già đó, cái người bệnh nhân đó bị bệnh gì nguy cấp, và cả hai sẽ cùng đưa ra được cái đấu tranh tư tưởng là có nên cứu người bệnh nhân đó hay không. Cái gì vậy? Cái
ông bệnh nhân phòng vip số 1 nữa. Cái gì? Bà muốn chích thuốc đúng không? Tính chỉ này, đây tính chỉ là phải chụp liền. Rồi được rồi, con hiểu ý đấy. Bác rồi, bác cứ ngồi yên. Không, đó. Chụp cái tay để vô luôn. Thôi mà, hiểu không? Thôi được rồi. Rồi. Vô là chụp cái tay ổng. Chụp cái tay ổng để xuống luôn chứ không chỉ là bị lồi kịch liền, bị cố tình. Thôi được rồi, con hiểu ý bác. Ông ơi vậy đó. Bác nằm xuống đây. Ông đang nhón nè, bởi vì mới ngồi phải diễn đi. Ơi. Bác yên tâm, bác nằm xuống đây. Bao nhiêu lần đừng có hỏi chích thuốc hả bác, mình gì đó mình phải biết cái đó chứ. Khổ ghê, đau mỗi lần đau cứ la hoài ảnh hưởng đến mấy bệnh nhân phòng kế bên. Mà ông này ông phải nhâu lần yên để con chích thuốc cho một thằng mập thằng ốm vậy nó luôn hiểu không. Một đứa mập một đứa ốm, tao sẽ cho tụi bay chết. Trời ơi, dán gì thế này, không nghĩ không? Sao lau công kỳ cục gì đâu có để phòng dơ còn chết bác. Chết, nhớ phản ứng nha. Không mà ông này phải làm ông này kêu ngồi đơ luôn. Không, hai đứa mình á. Cái lúc mà hiểu bác rồi, ông này cũng tưởng là thiệt luôn. Khi làm việc á thì hai đứa cứ thoải mái nhiều khi giỡn vậy á. Đôi khi đó cũng là một cái đáng lo. Nhiều khi mình chưa đưa ra được một ý tưởng nào đó và nhìn chung theo quý cảm nhận thấy thì nhìn tiểu phẩm vậy thôi chứ thật sự là nhóm mình đang là một cái nhóm nguy hiểm nhất và cũng phải cần tập trung lại để cố gắng làm tốt hơn tiểu phẩm của mình. Dạ thưa thầy. Theo như một vài tâm lý học xã hội tội phạm thì có những con người mà đến với nhau nhưng mà thêm một người thứ ba vào không thể nào mà có thể mà bằng được là 4, thành ra chúng ta có thể tính 2+1 bằng không. Ok, hay lắm, lớp mình giỏi quá. Nhìn các em hôm nay học rất tốt. Chẳng mấy chốc thì hay. Tôi cũng bỏ các em mà đi. Đấy, hoặc kiểu đấy. Vậy đứng trước nấm mồ. Và đứng trước nấm mồ của tôi thì bọn em sẽ nói gì? Vậy thì nên đứng trước nấm mồ tôi. Đấy, đại loại tí nữa em sẽ viết xong chuốt. Em phải viết cái lời. Em sẽ viết đứng trước. Và đoạn này đọc là căng nhá, buồn nhá. Diễn cảm. Thôi thầy, bây giờ thầy cũng đã già rồi nhưng mà chẳng mấy chốc thầy không biết có đứng trước lớp học dạy các em nữa hay không, nhưng các em đứng trước nấm mồ của thầy các em sẽ nói gì? À, hóa ra mày nằm đây à, đồ chết bầm. Đấy, kiểu đấy. Bụt phát hai người quay ra nhìn xong rồi reang. Ok rồi, chuông reang thôi đấy. Các em ấy đi, thầy đi lên phòng giám thị đây. Rồi ok, chào các em, tạm biệt thầy. Ok rồi. Mày ha, lúc đó anh đang ngồi ở ngoài hiểu không? Okay. Lúc đó là em đứng rồi, mày ha. Ủa gì vậy má, sao mặt má sầu vậy má? Thật sự, cái cách làm việc, kể cả cái việc hài của Quân Anh á, không hợp với cái cách làm việc và cái kiểu hài của mình. Hoàn toàn không hợp. Cái gì vậy Trang? Cái miếng nó bị ấy ấy, sao bị cố tình sao? Miếng nào? Miếng mà thầy chết tự nhiên vô thầy. Thấy nó làm sao nó. Em thấy cái miếng nó bị nó cố tự tình nhiên vui sao? Đang vui rồi cho anh ta buồn, vui người ta buồn. Không phải buồn mà ý là cái miếng nó bị cố tình gài cái câu chết vô thì sao á, mà cái câu chết nó liên quan gì tới cái việc học hành á. Không, vì em là người Sài Gòn, em không phải người Hà Nội. Em hiểu thế nào được? Không phải, em hiểu. Ba mẹ không, em là người hiểu. Hà Nội. Em không hiểu. Nhưng mà em đang nói là nó không có hợp lý trong cái tình huống này chứ không phải là cái đó không hài. Từ cái lúc chia nhóm mình đã biết chắc là sẽ phải có căng thẳng rồi. Chẳng qua là hôm nay thì mình hơi bị nóng tính quá, mình hơi bị thiếu kiềm chế nên ra là hơi. Còn vấn đề của Trang ấy, anh nói thật là từ trong vòng 16 ngày anh ở với em, anh thấy em chê hơi nhiều. Không biết là em chê đúng hay chê sai như thế nào nhưng mà em chê hơi nhiều. Thỉnh thoảng một phát là cái kiểu là ví dụ như mọi người đang cười thế này kia hay là anh đang làm gì đấy hay là bất cứ ai làm gì em mà sàng bù phát xong thế này thế nọ, hay là có những cái vấn đề là bạn thấy nó không buồn cười. Ai cũng có những lúc như vậy. Anh biết không, anh đang nói chung chung thôi, bỏ đi. Nhưng mà bản thân em thấy cái miếng này nó bị kỳ, nó chì tiết tấu xuống đúng không, đang vui mà bị chì. Thì đúng rồi, thế em đang muốn là cho mọi người cảm thấy anh ra dáng hẳn là một thầy giáo. Còn lúc đầu là kiểu cải lương xong ấy trêu thầy rồi. Anh có thấy là giống như góp ý anh cũng không có chịu lắng nghe lắm không? Không, anh riêng cái này thì anh thấy anh đúng. Thành theo Thành nghĩ những cái giai đoạn, những cái tuổi đó Thành đã trải qua rồi. Thành biết được cái cảm giác đó. Tại vì ông bà ta có nói một câu người non thì háo đá. Nên Thành nghĩ là mình sẽ nhường nhịn các em đi. Rồi từ từ rồi mình sẽ khuyên các em.
Bộ Trang em có muốn tập với mọi người không vậy? Rồi chơi nốt đi. Tại vì thấy em không có cái gì gọi là muốn tập với mọi người hết á. Em đang cố gắng hết sức để lắng nghe. Ừ thì đấy, lắng nghe thì em vấn đề là cái thái độ của em như thế. Với cái thái độ khó chịu thì không ai tập được hết. Bây giờ em không khó chịu, em diễn được cảnh dễ chịu, em mới là diễn viên. Đó. Em không có thể có thái độ khó chịu. Nãy nhưng mà ở đây có đang có 3 người đang nhìn thấy cái đấy. Cái cách mà khi mà Hiên Trang nói một cái điều gì đó hay là diễn giải một cái điều gì đó thật sự là rất là khó hiểu là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là khi mà Hiên Trang chia sẻ một cái điều gì đó hay là cần góp ý kiến một cái điều gì đó, Hiên Trang làm với một cái bộ mặt rất là căng thẳng. Bản thân mình thì mình không định kiến với ai hết, nhưng mà chính những người đó đang tạo ra một cái bức tường đối với mình. Em thấy mọi người đang cố gắng làm quá lên. Làm quá về chuyện gì? Ý là làm quá về cái việc cái khuôn mặt của em như thế nào, em đang ấy như thế nào. Tại vì bây giờ em tập thì em phải vui vẻ, em mới hỏi đầu em hỏi mấy em mới tập được. Tại vì nhưng mà bây giờ trong đầu em chưa thoải mái được, em đang suy nghĩ là cái rồi ok, nếu như mà em nói em đầu óc em chưa thoải mái được, chiều tập, mọi người nghỉ. Bây giờ mình đang cần những hài tình huống, cái hài của Vương Anh á là cái hài câu chữ, hài thoại á. Đúng rồi. Hài của Vương Anh là hài câu chữ á. Em thiệt, còn bây giờ mình cần những cái tình huống. Nhưng mà quan trọng cái đó ăn hay không. Chứ anh thấy cái của Vương Anh ok. À sao tại nào? Vì thằng này nó rất là nhảm. Là đứng lên cái gì nó cũng toàn là đưa ba cái toán học đồ vô không mà nó bị đánh hoài. Với lại em cái đó là cái tâm lý của thằng này luôn. Là tại vì nó là bác sĩ ở cuối mà. Mà ăn hay không nhờ. Nhìn cái live show rồi, cái chỗ mà hài con chữ coi ăn hay không mà biết. Cái đó là bên em. Không, hài của Vương Anh là hài con chữ, còn của em là hài độc thoại. Xong, nghĩa là ba người cùng tấu hài với nhau. Còn của Vương Anh là hài câu chữ của miền Bắc. Tùy từng người mà mình thấy là cái kiểu hài hước của mỗi người riêng. Nhưng mà với Thiên Trang thì đúng mình cảm thấy bị chính kích. Em muốn là đưa thêm nhiều vô. Thì em đừng đưa thêm vào, đưa bây giờ đưa cả của em anh. Đưa thêm nhiều vô, nhưng mà em phải biết một điều rằng á là những cái mà mình đưa thêm nhiều vô á nó có ăn hay không. Còn nếu như mà cảm thấy không ăn á thì mình giữ cái nhịp như bình thường. Rồi mình ăn luôn một miếng lớn. Anh nói thật luôn á, là anh nói đúng với ý của Quân Anh luôn, là em rất hay chê, ai làm gì em cũng chê hết. Chỉ có cái em đưa ra là ok thôi. Em làm. Anh không hiểu luôn á, lý do gì sao luôn á Trang. Mà trong khi đó em nói là em tôn trọng ý kiến của cả nhóm, mà ba người đồng ý mà em là chê, anh không hiểu được luôn á. Rồi khi mà em đồng ý em làm theo á thì em lại khó chịu, giống như em miễn cưỡng em làm. Khi mà làm việc chung với nhau á thì Trương có nói với Trang là em có biết rằng mọi người đang không muốn làm việc chung với em hay không, là tại vì tính của Trương rất là thẳng thắn, là Trương nói thẳng ngay lúc đó luôn, vào thẳng vấn đề chứ không đi vòng vo nữa. Và Trương đã có từng nói rồi là Trương sẽ chọn cái cách giải quyết với Trang là Trương sẽ làm căng với Trang. Kỳ quá à, nhưng mà mọi người cũng phải sao kỳ? Tôn trọng ý kiến, ví dụ như là em nói thì mọi người cũng nên lắng nghe rồi. Nhưng mà cái ý kiến của em nó không phù hợp. Em hiểu không? Nên mọi người nói cho em hiểu mà em không muốn hiểu. Mấy bạn nó nói những lời mà làm tổn thương tới mình. Mình cảm giác là mình hết mạnh mẽ được. Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm giữa Thiên Trang, Hoàng Trương và Vương Anh. Các học viên khác thì trái ngược hoàn toàn khi họ biết chia sẻ và động viên lẫn nhau. Trong đó, Ngọc Hoa luôn là cô gái cố gắng và nhận được sự yêu mến của các thành viên trong ngôi nhà chung. Hôm nay, cô gái này sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ Học viện Danh Hài. Kịch bản xong thì nằm phè ra đó, nằm phè ra đó, nằm vừa nghĩ kịch bản mà vừa nhắm mắt thì nghe chương trình thông báo là đi ra cái phòng học á, nhận nhiệm vụ hay cái gì đó, đi ra tâm trạng hoang mang nhưng mà cũng không kiểu như hoa cũng vô tư lắm, cũng không nghĩ là nặng nề gì lắm. Xong rồi đi ra
Đi lên sách gói đi về con. Về hả? Ờ đi về. Sao vậy? Nhớ quá đi về chứ sao. Trời ơi nhớ. Ai cho lên vậy? Không biết hỏi gì, không biết nói chuyện lung tung, không dám nhìn luôn. Thậm chí không dám nhìn mắt mười luôn. Nhìn gì đất trên trời, nhìn máy lạnh, nhìn gì á. Không dám nhìn. Ai chở bà lên vậy? Thư chở bà lên. Người sao biết được? Thì đi hôm bữa đi coi á. Hôm bữa lên coi, thấy bác lên, đứng dưới khóc. Không có người, ủa sao đây đông vậy ta? Nhìn thấy mẹ Thư, Thư giống ba kìa. Cái ông ba Thư nhìn qua cái con mắt. Không có hai người hả? Hai người hả? Khó chịu chứ. Cái bà Mười bác Lan. Thì hôm bữa bà Nan mà đi vô. Mà đi luôn à. Bố con thì đi đám gì á, rồi không có nhà, rượu bố đi bố vợ chứ. Ông em cái ông nói gì hết. Ông bà thôi chị cứ đi. Sáng nay thì vô tình bắt đi thôi. Không mang cho gì ăn. Sao? Không. Uống quá không cho ăn gì trên. Bà cảm biết chưa? Mình chết luôn. Ai cho biết vậy? Bác nói rồi. Ôi. Bác nói hôm bữa con Ly xong được mấy ngày xong bác kể đấy, bác kể hỏi. Bác bảo chứ xong thấy Hoa vào nhà. Chưa biết ngay. Bác bảo nó đi rồi. Nó đi tập trung rồi. Ừ. Thôi kệ nó, cháu nó thiết gì thì chị cho nó đi. Chứ giờ mình chỉ cả nó cũng không xong. Để bác kể mới bảo chứ là cái việc học của nó như thế nào. Thì bác mới bảo là em không hiểu cái việc học của nó như thế nào, nhưng mà em nghe thấy là nó xin dời lại đó, em không biết, em chỉ nói vậy thôi. Rồi bác bảo nếu mà đồng ý như vậy thì con cứ em cứ làm theo chị, thì các bạn là nó học cho xong đi, ráng cho xong rồi về đi học tiếp. Thì là nó là yên tâm rồi. Nghĩa là bác cậy cũng đã biết là Hoa đi học đây rồi, không áp lực nữa. Rất là hạnh phúc, rất là cảm ơn chương trình đã tạo một cái bất ngờ bự, thật là bự cho Hoa. Trời mấy ngày đầu vô hoang mang sợ. Giờ bác cậy biết khóc bù lu bù lu. Cái hôm bữa mà con được cái cô gì của phòng bánh mà cô nói là cô lồng tiếng con á, cô Hồng Phước à, nhờ cái đó mấy bà nhiều chuyện ở khu ở xóm mình mới nói cho bác kệ nghe. Nói trời ơi con Hoa nó lên tivi. Nó bị nó được cô gì cô cho nó đi lồng tiếng đó bà, cho bác kệ mới biết cái khu mình là không có giấu được. Nói nhiều lắm. Ốm nào sao nó chuyện khao tiếng khao. Trời đất ơi, xong ăn gì? Ăn gì đâu. Rồi bắt đầu có biết là bắt gửi gì vô cho con đâu. Thôi kệ, ăn ké tụi nó. Thôi tụi nó cũng nhiều đồ ăn lắm. Thế hả? Ồ, nhiều ăn. Trời ơi, này đặt cách cho Hoa lên gặp bắt mười. Ui trời ơi, trời ơi. Bữa nào nhỏ tóc bạc cho nó. Bởi vậy đâu, bữa nào nó nhỏ tóc bạc ra. Cho bắt mười đâu. Sao ta thấy mày diễn mày đơ đơ quá. Hôm qua phải không? Mấy lần nữa đơ đơ không à, không có giống như trên nhà thờ con đi diễn gì hết trơn à. Áp lực lắm mới mười. Thôi giờ không có áp lực gì nữa, bây giờ coi như bác kệ đã biết rồi, đã xong rồi, mình không sợ gì nữa. Giờ con cố gắng con học, cố gắng con diễn, thấy không? Trời ơi, ở nhà mặc sao đi vô đi mặc y vậy, thấy mà gớm giống như bà. Ủa cái mua được liền hả? Có biết thấy mà mua đồ là biết mua đồ nhà nó sắc đi, thấy mà gớm chứ sợ luôn. Có kịp mua gì đâu. Kỳ này em bắt về bắt nhờ ông Mì mang lại con hai quần legging kiếm mua cũng được. Legging là quần gì? Quần hay tập thể dục á. Biết tiệm đâu con mua chưa? Vậy mày cứ đi tìm tiệm đâu? Không, ta nó khéo quá. À trời. Ta nó khéo đi. Hay quá. Để tặng cho hai cái quần. Muốn mua thì nó bắt mua cho con đi. Nó khéo quá. Kìa tìm, biết tìm ở đâu ra. Biết tìm đâu ra. Người nghe mùi măng mà bằng nhà nấu măng hay sao á. Sáng giờ em đi chợ đó. Sáng này bác nói với chị ấy rồi bác thôi đó, bác mua rau trộn, bác trộn rau với ấy cho con làm ăn cơm. Ủa là trộn cho nhà hả? Trộn cho nhà, làm với nhà bếp. Ôi bà, bác ba đang chiên gà. Vậy hả? Ông ba chiên gà luôn? Chiên gà nước mắm. Chung nguyên gà chung ăn hả? Trời ơi. Chung nguyên hai đứa ăn. Trời ơi. Bác ông ba chiên gà. Ông ba với bà Thư đang chiên gà, bác trộn rau với bác ấy, bác mua đồ, bác vô, bác vừa làm xong.
Thường quá. À, mày dẫn tao đi chỗ thì mày ở coi. Đi. Con cũng nói với bác là con có hai người bác. Một người bác vui vẻ, một bác cực kỳ khó tính. Có hồ bơi nữa mười. Đi đấy. Bác em. Con chào bác. Mẹ, bác vui vẻ chứ mà bác kia bác kia khó lắm. Dĩ trang luôn. Ý không? Ê, nay em bác em nấu ăn cho mọi người ạ. Yeah. Nghe ghê quá. À, lúc mà bác Ngọc Hoa đến thăm thì mình rất là vui với Ngọc Hoa. Cái cảm xúc của Ngọc Hoa cũng tương đồng với mình, cho nên là mình hay chia sẻ với Ngọc Hoa. Thì ngày hôm nay khi mà thấy bác như vậy á, mình rất là vui. Bên cạnh đó thì ngay lúc đó mình đang buồn về cái việc nhóm của mình, cho nên là có thể là không có nói nhiều lắm hay gì đó, nhưng mà thật sự là mình rất là vui. Vậy là sự xuất hiện bác của Ngọc Hoa đã phần nào giúp bầu không khí của ngôi nhà chung giảm bớt đi sự căng thẳng. Hy vọng các học viên sẽ kiềm chế bản thân mình để có thể xích lại gần nhau hơn. Nãy giờ ai cũng tâm sự với bác, có con là chưa tâm sự. Con chào bác. Chào con. Con ở chung nhà với bác. Bông này trong nhà này sướng nhất rồi đó bác. Vậy hả? 11 người còn là ai cũng cưng nữa. Ngoan ngon quá trời luôn. Nhà này là sống nhờ sắc mặt của con Bông á. Ủa, Bông là được cưng nhất nhà đó bác. Cái gì yeah. Tốt nhất là dành cho nó hết rồi đó. Vậy đó hả? Giường nữ nằm giường nữ là giường cho nó cái giường bự nhất. Ai cũng nằm giường nhỏ thôi. Nên là như bác ơi, cái giường nữ của ma. Có đâu bác. Các bác vào chiếc giường nào dạ bị giường xạo mỹ. Nhưng mà hôm bữa Bông nó bị ảnh hưởng tâm lý khi mà việc học của bác còn lại á, thì không biết. Nói sao đâu bác nói rồi. Bác đó chắc bác cũng ngày cũng bác cũng đựng nhưng bác ngại bác dạ. Nói thôi bây giờ nó đã thích như vậy rồi giờ chỉ có cạnh dạ. Nó thẳng hành nó trốn nó đi chứ nó không có nói. Dạ. Hôm bữa nó chỉ có tương sự với bác thôi. Dạ. Hôm bữa con cũng nói với lại Bông á là em cứ thử suy nghĩ đi. Bây giờ anh biết gia đình luôn luôn là quan trọng hơn. Nhưng mà em đã chấp nhận từ bỏ hết tất cả mọi thứ để em đi theo cái ước mơ của em. Mà bây giờ em bỏ ngang như vậy á thì rất là uổng. Là tại vì em bây giờ em đã đi đến gần đến ước mơ của em rồi. Mà bây giờ em bỏ ngang như vậy á thì vốn dĩ cái bước điểm của cái chương trình trước là em đã bị bác em là có cái định kiến rồi, mà bây giờ chương trình này em lại bỏ ngang nữa thì em lại tạo thêm một cái bước điểm lớn hơn nữa. Lúc đó là rất là khó cho em, cho dù sau này em có tham gia chương trình nào thì con nói Bông là thôi bây giờ không có buồn nữa, ở đây ai cũng thương em hết thì ráng cố gắng mà học cho tốt. Thì lúc đó nó cũng đỡ xíu rồi, con cũng có nhờ mấy anh chị bên chương trình ra cho hỏi. Vậy sau này bác nói là nhà nó dạ. Có gọi thì gọi cho bác dạ. Nó có tô mát thì gọi cho bác dạ. Thì nhiều khi nó có ốm ở đâu gì á thì bác còn biết được dạ. Tại vì nó ở nhà nó hơi ốm chút mà nó gọi bác không à dạ. Thì bác lo cho nó không dạ. Thì nó đi thì nhiều khi nhà cũng mắng nó cũng buồn dạ. Thì bác lớn thì nhiều khi bác cần cái gì bác gọi nó không dạ. Thấy mặt á bác mới hỏi dạ. Thì bác mới bảo là Hoa nó đi vô nhà chung rồi dạ. Nhà chung là cái gì mà tưởng nó đi tu dạ. Thì đi vô nhà chung chỉ có bên đạo dạ. Hắn á là đi tu. Dạ, nãy là bác qua ăn cơm chung với tụi con cho vui lắm. Cảm giác khi mà mình được trò chuyện với lại bác của bé Bông á thì mình thấy bác rất là gần gũi và mình hiểu được lý do vì sao Bông lại thương bác ấy đến như vậy. Nhưng mà cũng hơi chạnh lòng tí xíu. Là mình cũng mong là mình cũng mong được gặp mẹ. Trời ơi, nay cho đồ ăn ngon vậy. Ủa, ăn chưa hả? Có, ngồi với bác ơi. Dạ bác ngồi đi bác. Đi ngồi. Con ngồi đâu, ngồi đâu. Dạ, tụi con ngồi đây, bác cứ ngồi đây bác. Bây giờ chia cái này ra nè. Ba cứ ngồi đi. Dạ, bác cứ ngồi thì làm sao mà con dám ngồi được. Ghê chưa? Bác cảm thấy thế nào khi cháu bác được yêu thương đến mức như thế kia? Để cả nhà xem ảnh. Đây bác xịt qua đây. Mời bác ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Bác ăn cơm. Mời bác trước. Mời bác ăn cơm. Mời bác ăn cơm. Ừ, cả nhà ăn cơm. See you more.
gà vườn kìa mọi người. Được. Ừ, bác là khi mà có bất kỳ ai đến thăm ngôi nhà của mình là người thân của những người còn lại thì mình cũng xem như là gia đình của mình vậy á. Cảm thấy là có điều gì đó mà ấm cúng, và đặc biệt là bác của Hoa rồi nấu đồ ăn, cảm thấy là như là một bữa cơm gia đình thật sự vậy. Dạ, hôm nay bác người thương bé Bông với thương tất cả anh chị em trong này. À, hôm nay mọi người ăn cơm chung. Khi nào có dịp á thì công việc mình xong rồi đó. Dạ. Qua nhà bác Mười bữa, bác Mười đã cho bữa. Khao khi mà ghé nhà bác Mười xong mọi người phải ghé nhà em. Thì đấy, anh bảo 12 địa điểm rồi phải ghé. Ghé nhà em nữa. Ghé nhà, không, anh phải ghé nhà em xong rồi anh mới ghé nhà Nhi được. Tại nhà em và Nhi gần nhau. Khi nào ra Hà Nội bảo nhá. Trời ơi. Chào năm sau. Anh tặng luôn vé không đi. Đúng rồi. Đi anh đã mời thì có tặng ngưỡng vé đi, người ta ra đó ta thăm anh. Hiểu không? Ở nhà bông nó có thăm à bác, nó lười ở nhà hẳn nó cũng xiềng không, nó ăn lắm, ăn nó cũng thích nấu ăn. Người biết rồi không nói nó nói thẳng ra là bông nó cũng xiềng. Rồi bác Mười nói có chuyện với các bạn rồi các bạn cũng nói chuyện thoải mái. Bác Mười mà dễ gần lắm thì cảm giác thấy nó đỡ hơn, kiểu như là bác Mười đang gửi gắm Hoa cho 11 thí sinh còn lại vậy đó. Ừ, khi vào đây tôi chưa được cái miếng bò nào cắn ngập mồm. Nghe thấy tội nghiệp chưa? Phù lắm mà đấy. Bảo Ngan, ăn, bảo cho phải chịu ăn lắm. Ồ, để ăn lắm luôn. Thôi chương trình ơi. Muốn ăn nói thì chương trình. Tâm những bữa ăn như lúc này. Tôi còn những bữa ăn. Để các em có một động lực để diễn tốt. Rồi, bác có tin không? Cái ngày đầu tiên tụi con vô đây á, chương trình phái xuống cho cao tất cả các bạn đã ăn hết đồ ăn trong 2 tuần. Chết luôn. Đồ ăn vặt nhiều hoa quả. Ui. Mọi người đang nói xấu chương trình kìa. Em không có nói gì nha. Nó chỉ nói là cho nó ăn mì thôi à. Để qua bị phạt mà, đúng không? Em bị phạt. Mày bắt em định mua trái cây mà trong cái thời gian cây dở quá. Bị thiếu nhéo. Bị thiếu nhéo. Đôi khi dở cũng được mà, nói thật. Trong này mà có cần số lượng. Tại nó toàn bán bơm không à, bơm mấy cái đồ. Ăn hết rồi. Bác biết bây giờ cái gì mang vào được chất lượng nhất mà để lâu được không? Đi à? Thôi. Không có gì hết, bác nấu như vậy ăn. Cái đến mốt anh nấu cho em ăn. Bây giờ bác mang. Con Vin ơi, ăn Vin cũng biết. Con bia ở đây là con sẵn sàng về làm dâu nhà bác luôn. Cái gì con về làm dâu nhà bác? Con về làm dâu nhà bác. Làm gì? Làm gì? Trời ơi. Chết rồi con ơi. Dành đầm với mình nha. Nó đòi làm con ghế mình kìa. Đối với ai thì tình cảm gia đình cũng rất là quan trọng. Mình biết là trong lòng mình lúc nào cũng có gia đình. Và đặc biệt là những lúc như thế này thì mình rất là cần gia đình của mình. Nếu mà có một ước muốn thì Diễm ước muốn là được gặp con trai mình ở nơi đây. Tại vì trong cái khoảng thời gian xa nhà thì cảm giác mình rất là nhớ nhung rồi. Nhớ nhung dai diết, nhớ nhiều lắm luôn á. Có thể nếu mà được gặp con trai của Diễm á thì đó sẽ là một, có thể đó sẽ là một cái động lực giúp Diễm phải cố gắng hơn nữa. Bác Hoa về thăm á, Thành có xúc động lắm. Nhưng Thành dồn nén trong tận đáy lòng. Tại vì á, mọi người trong nhà cứ tưởng lúc nào Thành cũng vui vẻ, cũng có tiếng cười. Nhưng mà không có ai hiểu trong nỗi lòng, trong sâu thẳm, mình chất chứa một cái tình thương rất là trống trải, rất là cô đơn. Trong nhà chung bây giờ là đang coi nhau như là thân thiết với nhau lắm, gắn bó với nhau. Cho nên khi mình có được một niềm vui thì mình cũng muốn những người khác có được niềm vui giống như mình. Thì đó là điều mà Bin mong là hãy giúp những bạn khác được người nhà vào thăm. Chỉ là thăm thôi nhưng mà nó là một cái niềm động viên cực kỳ lớn cho mỗi người. Và có thể nó sẽ thay đổi được cái định hướng về cái con đường mình đang đi. Là phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng. Có lẽ dù mạnh mẽ đến mấy, các học viên của chúng ta vẫn không kìm được những phút giây yếu lòng vì nhớ đến gia đình. Nhưng các bạn ơi, hãy cứ tiếp tục ước mơ và cố gắng.
Học viện Danh Hài sẽ luôn tạo cơ hội để tất cả có được những khoảnh khắc tuyệt vời bên người thân yêu của mình. Cùng chương trình Học viện Danh Hài. Đây là kênh YouTube chính thức của Học viện Danh Hài. Xin quý vị hãy subscribe để được coi nhiều clip hơn.